trọng sinh cái hỏa ảnh nguyên gốc nữ chủ với không hệ thống chậm nóng kiếp trước thân là cô nhi một trường thanh đời này trọng sinh đến hỏa ảnh thế giới vốn cho là có thể thu hoạch tha thiết ước mơ thân tình nhưng là lại bị cửu vĩ hủy diệt dưới tình yêu của mẫu thân hắn sống sót cũng quyết tâm sống thật tốt dưới mảnh thiên địa này hắn hiểu rõ nguy hiểm và gian nan của thế giới này vì người mình yêu và người mình yêu dựa vào thủ đoạn tiên tri và nỗ lực của bản thân không ngừng trở nên mạnh mẽ Mục Trường Thanh Ta không có bối cảnh cường đại, không có đủ thiên phú, không có sư phụ lợi hại, không có huyết mạch tốt, càng không có ngoại quả gì, ta chỉ có thể cố gắng một chút. Chương 1 Tai nạn buông xuống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Người luôn sống trong một thế giới hòa bình, an toàn, cơ hồ đối với tai nạn căn bản là không có nhận thức rõ ràng. Khi tai họa thật sự giáng lâm lên người một người, những cảm xúc bi quan như sợ hãi, bi ai, thở dài sẽ dán lâm lên người một người. Từ địa cầu xuyên qua mà đến nhân vật chính mục trường thanh, lần đầu tiên nhìn thấy tai nạn Giáng lâm. Một móng vuốt có bộ lông màu da cam, rơi vào trước mặt mục trường thanh vẫn còn là trẻ con. Mục trường thanh ngơ ngác nhìn vừa rồi còn đang đùa dẫn phụ thân của mình, sau một khắc bị đập thành bánh thịt, giờ khắc này thân thể của hắn xuất hiện một loại hắn khó có thể nói rõ năng lượng bao phủ toàn thân của mình. Ở kiếp trước địa cầu ở giữa, hắn ở trên tivi nhìn thấy vô số bi hoang ly hợp còn có vô số sinh tử nhưng là khi chân chính sinh tử cùng bi hoang ly hợp phủ xuống ở bên cạnh mình thời điểm hắn mới có thể cảm nhận được những nhân vật kia chân chính tâm tình y nha y nha nhìn thấy phụ thân của mình bị chụp thành bánh thịt dây thanh quản còn chưa có phát dục hoàn toàn một trường thanh chỉ có thể y a y kêu hai mẹ con còn chưa kịp phản ứng móng vuốt bộ lông màu da cam kia đập ngang qua toàn bộ xài nhà trực tiếp đập bay, một tảng đá lớn thẳng hướng bọn họ đập xuống. Mẫu thân lập tức phản ứng lại, ông đứa nhỏ dưới thân, tảng đá trực tiếp nện vào người nàng. Trong lúc hoảng hốt hắn thấy được hung thủ, đó là một con hồ ly khổng lồ màu da cam hơn nữa sau lưng có chín cái đuôi, nhưng mà hắn lại không rảnh bận tâm nhìn thấy, bởi vì mẫu thân của mình kể ra một đoạn văn cuối cùng. Bởi vì ngôn ngữ bất đồng, trước đây cậu vẫn không nghe hiểu lời nói của cha mẹ mình, nhưng mà hiện tại câu cuối cùng này cậu đã hiểu bảo bối anh yêu em vĩnh viễn yêu em một câu nói nhẹ nhàng khiến một trường thanh cảm nhận được tình thương của mẹ vô tận nhưng mà phần tình thương của mẹ này cũng chỉ là một khắc kia sau khi yêu qua đi còn lại chính là thống khổ hắn giờ phút này cỡ nào hy vọng mình là một người lớn mà không phải hài tử bởi vì hài tử khóc trống căn bản không biểu hiện ra bộ dáng thống khổ Khóc trống một đoạn thời gian rất dài, Mục Trường Thanh cũng cảm giác được rất buồn ngủ, đây cũng là một chuyện rất bình thường, dù sao hiện tại hắn chính là một đứa bé còn chưa đầy tháng, đứa bé đều thích ngủ. Mục Trường Thanh bị chôn ở trong phế tích vốn muốn cứ như vậy đi theo cha mẹ, nhưng lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một đoạn văn trước khi mẫu thân Lâm Chung kia, mẫu thân của mình là muốn cho mình sống thật tốt, nếu cứ như vậy chết đi như vậy cái chết của bọn họ liền quá không đáng. Tuy nhiên như thế nhưng là một cái còn không có cai sữa trẻ con tại không ăn không ngủ dưới tình huống cơ hội chống đỡ không tới 12 giờ. Nhìn đến cái kia con to lớn cửu vĩ hồ ly thời điểm hắn liền hiểu được đây là họa ảnh thế giới, tình huống hôm nay toàn bộ một dịp thôn đều là tự lo không xuể, bên ngoài cửu vĩ mặc dù bị tứ đại họa ảnh dời đi, nhưng là gây nên rối loạn vẫn là không nhỏ. Hơn nữa bị chôn ở trong phế tích cũng không chỉ có một mình hắn, cho dù cứu viện cũng nói không chừng lúc nào có thể đến chính mình, bên ngoài còn có không ít người giống như hắn bị chôn ở dưới phế tích. Người sau khi thống khổ hoặc là đần độn, hoặc là khủng hoảng vô cùng, càng ít là vô cùng bình tĩnh, hiện tại một trường thanh chính là loại trạng thái này, hắn hao hết toàn lực bò lên quan sát hoàn cảnh chung quanh. Toàn bộ phòng ốc toàn bộ bị phá hủy, bốn phía vách tường đều là bị sốc lên dấu vết. Xa nhà chỗ gỗ trực tiếp ngã ở trước mặt của hắn chống đỡ mặt khác đá vụn cùng phế liệu, toàn bộ phòng ốc đều phong bế lên, tình huống bây giờ cho dù phát ra tiếng nổ phỏng chừng cũng không có người. Một trường thanh ra sức bò lên hướng phòng bếp bò tới, bởi vì chung quanh đều là đá vụn cùng vôi, tay cùng đầu gối thịt đô đô của hắn giờ phút này máu chảy không ngừng, mỗi một bước bò vết thương đều sẽ lớn hơn một chút, nhưng hắn hiện tại lại không để ý tới những thứ này. Tìm một vòng hắn đều không có tìm được nước cùng cái gì có thể uống chất lỏng, lại tìm được một ít đồ ăn, nhưng là hiện tại hắn răng đều không đủ những thứ này làm sao có thể ăn ngay tại hắn sắp buông tha thời điểm hắn chú ý tới mẹ mình tàn thân mẫu thân của hắn dùng phương thức nằm nghiêng hai tay an tường rơi trên mặt đất nhưng vẫn không khó nhìn ra bộ dáng lúc trước là ông nhìn gần lại phát hiện ngực mẫu thân mình vẫn còn ướt át dù sao cũng là sửa đầy đủ nhìn thân thể tàn phế của mẫu thân mình đáy lòng của hắn hiện ra một ý nghĩ nhưng trong nháy mắt bị hắn phủ định bởi vì đáy lòng của hắn xuất hiện là mượn mẫu thân tàn thân sửa mẹ sống sót nhưng là đây không phải đang vũ nhục người đã chết sao Vốn định tiếp tục tìm những thứ khác thời điểm Bờ vai của hắn cảm nhận được một cổ cảm giác mát mẻ Mặc dù là cảm giác mát mẻ Nhưng là hắn lại ở bên trong cảm nhận được nóng bỏng tình cảm Hắn quay đầu nhìn lại Có lẽ là ảo giác có lẽ thật là linh hồn Hắn thấy được mẫu thân của mình Chỉ vào thân thể tàn phế của mình Một trường thanh hiểu được dụng ý của mẫu thân mình Cố nén nước mắt từng bước từng bước bò đi mỗi một bước của hắn đều thập phần dùng sức làm hồi lâu hắn rốt cục uống được sữa mẹ lúc này đây nước mắt lại phun ra hắn biết đây là lần cuối cùng hắn uống sữa mẹ của mẫu thân mình cũng là lần cuối cùng nhìn thấy mẫu thân ruột thịt của mình dưới sự làm dịu của sữa mẹ bản năng ăn uống của trẻ sơ sinh dần dần xuất hiện mặc dù là linh hồn của người trưởng thành nhưng bản năng thân thể vẫn không thể cãi lại sau khi giải quyết đói khát ý thức của hắn mới dần dần chiếm thượng phong một ngụm sữa mẹ cuối cùng ngậm ở trong miệng, bởi vì kế tiếp cứu viện không biết khi nào đến, nếu như trực tiếp nuốt xuống, như vậy chung quanh sẽ không có bất kỳ đồ ăn nào, nếu như một ngày kế tiếp cứu viện không được chính mình, vậy hắn liền khẳng định phải chết. Buồn ngủ thủy chung tại trong đầu của hắn bao phủ, nối gót tới còn có đói khác cùng với thân thể vết thương đau đớn, nếu như không phải chính hắn cái kia người trưởng thành ý thức, hiện tại hắn sớm đã mê mang đi qua. Ở trong phế tích tối tăm không ánh mặt trời này, hắn không biết mình kiên trì bao lâu có thể chỉ có vài phút cũng có thể có mấy giờ vào giờ khắc này cảm giác đói khát bị phóng đại vô hạn nếu như không phải bởi vì hắn biết hiện thực rất tàn khốc không thể dựa vào một chút hy vọng kia ngậm ở trong miệng sữa mẹ đã sớm nuốt xuống xa xa nơi này có một đứa bé màu tới a khi một đạo ánh sáng chiếu vào trên mặt của hắn lúc hắn chưa bao giờ cảm giác được ánh mặt trời ấm áp như thế thả lỏng xuống trong miệng sữa mẹ đã tiến vào trong bụng, giờ khắc này hắn cảm giác được chính mình ăn được thế giới này mỹ vị nhất đồ vật. Khi nghe được người đến, thân thể của hắn mới chính thức thả lỏng lại, mà ý thức của người trưởng thành hắn rốt cục không chống lại được bản năng ham ngủ của trẻ con. Chương 2 Nhập học ninja học viện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ô ô ô ô, bạch câu quá khích đã là 6 năm sau một gốc cây tràn ngập sức sống được xây dựng trước cửa học viện niên gia trên cây treo một cái xích đu một đứa trẻ mặc áo tê sớt màu trắng in logo ghép hình màu xanh lá cây phía dưới mặt quần đùi màu đen ngồi trên xích đu người khác bắt đầu đều là hệ thống bên người vì sao ta liền cái gì cũng không có liền thiên phú đều không phải rất tốt thiên phú không tốt không có xuất thân tốt còn chưa tính ít nhất để cho ta có một cái gia đình bình thường cũng được a à trực tiếp cho lão tử một cái hắc ám bắt đầu thiên phú không tốt xuất thân không tốt năng lực cũng không tốt ngồi ở trên xích đu chính là một trường thanh giờ phút này đang tức giận bất bình một trường thanh sau khi được nhân viên cứu viện cứu đi đã bị chuyển dời vào cô nhi viện sau khi biết mình không có gì gian lận vốn muốn dựa theo nội dung vở kịch quen thuộc kiếp trước chậm rãi tu luyện kết quả thiên phú cũng không tốt lắm năng lực khống chế của cha tra quả thực chính là dựa vào bảo vệ thế gian này làm như biết hắn oán giận, thổi ra một trận gió, đem đại thụ mấy cái lá cây thổi xuống, một mảnh lá cây sắp rơi vào trên đầu của hắn lúc, thân thể của hắn trực tiếp một cái lộn ngược cũng lấy ra khổ vô. Nhìn trong tay lá cây, hắn một trận xấu hổ bởi vì bây giờ là ninja học viên học sinh nhập học một ngày, chung quanh có không ít người, nhưng là may mắn ngoại trừ một cái tóc vàng tiểu hài tử giống như liền không ai chú ý tới. Nhìn lá cây trong tay, trong lòng của hắn liền hiện ra một cổ cảm xúc thương tâm, hắn cái này là dùng sinh mệnh của cha mẹ mình trao đổi mà đến. Lúc mình còn là trẻ sơ sinh đã chú ý tới, làn da thân thể đối với hoàn cảnh chung quanh thập phần mẫn cảm, hắn hôm nay cùng vũ trí ba bộ tộc giống nhau đều là người bị nguyên rủa Vũ trí ba nhất tộc là mất đi chí thân mà thức tỉnh viết luân nhãn, hắn cũng vậy, mất đi chí thân thức tỉnh loại năng lực này, hắn liền trực tiếp dựa theo hải tặc gọi pháp kiến văn sắc nhưng hắn cũng không phải vũ trí ba nhất tộc cũng không có cái loại này ngoại quải cùng tổ tiên loại năng lực này của hắn chỉ có thể chính mình lục lọi nhưng mà những năm gần đây hắn khai phá lộ tuyến có chút lệch lạc thân thể năng lực cảm ứng quả thật tăng cường nhưng là lại có chút quá mức mẫn cảm mà không cách nào phán đoán nhưng mà đây cũng không phải là biểu tượng tốt lắm ở thời điểm chiến đấu rất dễ dàng lẫn lộn những thứ khác khiến cho phán đoán của hắn xuất hiện vấn đề vốn hắn cũng muốn dựa theo hải tặc bên trong huấn luyện kiến thức sắc, nhưng là bị hắn ô út, nên gia thế giới người thân thể hoàn toàn không thể cùng hải tặc thế giới so sánh. Một trường thanh không có cách nào đành phải dựa vào lý giải của mình để nâng cao năng lực cảm ứng thân thể, kết quả chính là năng lực bị lệch. Trong lúc một trường thanh suy nghĩ, thân thể lại xuất hiện nguy cơ cảnh báo, hơn nữa còn là nguy cơ cực độ, nhưng mà cũng không có công kích gì đánh úp lại, cổ cảm giác nguy cơ kia chính là đến từ một tiểu hài tử tóc vàng có chòm râu. Mà người này chính là nhân vật chính của hỏa ảnh vòng xoáy minh nhân, minh nhân nhìn thấy bộ dáng như lâm đại địch của đối phương, đang muốn nói ra miệng, bị hắn chen trở về. Năng lực cảnh báo thân thể của một trường thanh vẫn không dừng lại cảnh cáo, nhưng mà vô luận như thế nào quan sát chung quanh cũng không có nguy cơ gì, một màn này cũng làm cho hắn hiểu được cảm giác nguy cơ của thân thể chính là lóc xoáy minh nhân trước mắt trong lúc nhất thời hắn có chút nghĩ không ra vì cái gì minh nhân lại để cho mình kiến thức sắc như vậy cảnh báo minh nhân thấy đối phương cảnh giác mình như vậy vẻ mặt cũng trở nên cô đơn vốn hắn từ chỗ họa ảnh gia gia biết mình có thể tới trường vẫn rất chờ mong bởi vì hắn cho rằng ở trong trường học là có thể kết giao bằng hữu nhưng là đi vào trong trường học liền nghe được những kia đối với mình tràn ngập ác ý ngôn ngữ hắn không biết mình làm sai cái gì Tuy rằng tình huống như vậy mình cũng sớm đã trải qua 6 năm thời gian, nhưng là nghe được vẫn là sẽ thập phần thương tâm. Bởi vì muốn giảm bớt đau đớn đến xích đu, thấy được một trường thanh, vốn định trực tiếp rời đi, nhưng là nhìn thấy đối phương lộn ngược, trong lúc nhất thời cảm giác rất lợi hại, muốn tiến lên chào hỏi, nhưng là còn không có tiến lên liền thấy được đối phương cảnh giới bộ dáng. Biểu tình chờ mong lại hy vọng trên mặt trở nên cứng ngắc. Một trường thanh nhìn vẻ mặt ngây thơ lại kỳ vọng của đối phương trở nên chậm rãi cứng nhắc, trong lòng có chút thương cảm, muốn nói toàn bộ hiểu biết của cả thôn đối với minh nhân, phỏng chừng toàn bộ thôn cộng thêm cũng không có nhiều bằng của mình. Không chỉ là bởi vì mình xem qua chuyện xưa của đối phương, càng là bởi vì mình cũng mất đi cha mẹ, hơn nữa đều là bị cửu vị giết chết. căn cứ muốn đi vào trường học cùng đối phương hảo hảo trao đổi, thế nhưng không nghĩ tới vừa nhìn thấy thân thể của đối phương liền có phản ứng lớn như thế vốn là muốn hảo hảo giải thích một chút, nhưng là trong lòng nhớ tới cha mẹ, trong lòng của hắn có chút chán ghét, không phải bởi vì lời đồn đã nhảm nhí mà là bởi vì tương lai minh nhân hội cùng cửu vĩ hòa hảo cũng trở thành đồng bạn duyên cớ, tuy rằng cửu vĩ là bị khống chế, nhưng là cửu vĩ thủy chung là tự tay đem cha mẹ mình giết chết duyên cớ, hắn không phải minh nhân như vậy thiện lương có thể tha thứ tất cả mọi người. Cái kia ngươi hảo A, à, cách ứng quy cách ứng, một trường thanh vẫn là nhẹ nhàng cùng đối phương chào hỏi. Nghe được câu này, vẻ mặt cô đơn của Minh Nhân tốt hơn một chút. Ừ, xin chào, tôi tên là Vòng Xoáy Minh Nhân. Tương lai là nam nhân muốn trở thành hỏa ảnh. Nghe cái kia một cái quen thuộc lời nói, trong lúc nhất thời để cho hắn mộng hồi kiếp trước, kiếp trước hắn là một tên cô nhi, nhưng là bằng vào năng lực của mình thi đậu một cái không tệ đại học, học tập là cơ điện công trình chuyên nghiệp, nhưng mà còn chưa đi vào xã hội tại tốt nghiệp và dạ hội cùng ngày uống rượu băng qua đường cái đã bị đụng vào hỏa ảnh thế giới ở giữa. ở thời đại học bởi vì bạn cùng phòng duyên cớ tiếp xúc hoạt hình cùng tiểu thuyết đáng tiếc hắn đối với hỏa ảnh tri thức cũng không thống nhất toàn bộ chỉ có thể nhớ rõ đại thể nội dung vỡ kịch. thật lợi hại, hỏa ảnh a vậy ngươi cần phải cố gắng thật tốt, hỏa ảnh cũng không muốn làm liền làm. một trường thanh qua loa nói. minh nhân nhìn ra hắn qua loa tức giận nói hỗn đảng, ta nói là thật ta tuyệt đối có thể trở thành hỏa ảnh dạ 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 nói thật hắn đối với tiểu thí hài thật là không có hứng thú gì chớ nói chi là minh nhân hiện tại loại tuổi ngay cả chó cũng ghét bỏ này hiện tại cùng đối phương nói chuyện bất quá là nhìn lời nói ngay thơ chất phát cùng mộng tưởng của đối phương trong lúc nhất thời hứng thú muốn trêu chọc đối phương một chút mà thôi được rồi nghi thức nhập học của minh nhân sắp bắt đầu nhanh đi vào đi bởi vì thân thể khó chịu, hắn vẫn duy trì khoảng cách an toàn với hắn. À, ánh mắt minh nhân có chút ảm đạm, tuy rằng hắn quả thật không cảm nhận được ác ý gì trên người người này, nhưng từ hành động của đối phương mà xem, vẫn có chút xa lánh chính mình. Tiến vào sân thể dục của trường học đội mũ hỏa ảnh, ba đời mặc áo hỏa ảnh liền đứng lên bục giảng. Nơi nào lá cây bay múa, lửa sẽ thiêu đốt. Chính là ba đời lão một phen tẩy não thức nói chuyện, Minh Nhân không chút bất ngờ ngủ thiếp đi, theo sát chính là mặt khác một ít hùng hài tử đoàn thể, lại sau đó chính là hắn. Ở kiếp trước Internet tẩy não hắn đã không biết nghe qua bao nhiêu lần, gặp phải loại này của một bộ phương thức hắn là thật sự có chút buồn ngủ. Chương 03 Giáo sư dạy bảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thời gian đi tới 3 tháng sau, một Trường Thanh cảm thấy người khác dạy chính là so với chính mình lục lọi tốt hơn, Trước kia hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cái kia một chút tiên tri tình huống cùng chính mình cái kia cởi mở tư tưởng, một chút lục lọi như thế nào tinh luyện chakra, hiện tại do lão sư đến dạy dỗ, chính mình tinh luyện chakra tình huống cũng là tốt hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tế bào phía trên lực lượng, mỗi một cái tế bào giống như có sinh mệnh lực dáng vẻ, không tự hỗn loạn lại sức sống vô hạn bình thường mà nói chút bình dân bởi vì không có dược vật và đồ ăn chuyên dụng làm bạn sẽ không có quá nhiều chút trên cơ bản ngay cả một thẻ cũng không tới mà năng lượng tinh thần của nhân vật chính khác với 130 triệu tế bào bình thường dung hợp vô cùng hoàn mỹ chakra bình thường tinh luyện cũng cao gấp mấy lần so với bình dân khác cũng không nên xem thường chút của tạp tạp tây có thể dưới sự tiêu hao không ngừng của viết luân nhãn vẫn phóng ra nhẫn thuật của mình mặc dù có năng lực khống chế của tạp tạp tây đối với chakra phi thường thành thạo nhưng không thể phủ nhận chút cũng vượt xa các đồng nghiệp khác dựa vào phương pháp khống chế lão sư dạy ở phương diện kiến thức sắc thái quá mức mẫn cảm cũng là thoáng khá hơn một chút đã không phải lá cây đụng phải sẽ xuất hiện tình huống phản ứng nhưng là tốt hơn một chút nếu như có người lấy tay vỗ vỗ hắn vẫn sẽ xuất hiện phản ứng bởi vì chính mình bởi vì kiến thức sắc mặt mà xuất hiện phản ứng quá khích chung quanh tiểu hài tử đều có chút cô lập hắn mà hắn đối với tình huống bây giờ cũng là mừng rỡ dù sao hắn cũng không muốn cùng đám tiểu thí hài này chơi cái loại này quá da trò chơi chỉ chốc lát sau tiếng chuông công phu vang lên tan học tiết tiếp theo là tiết thể dục mọi người có thể đến sân thể dục tận tình đổ mồ hôi rồi thầy giáo này nói xong các bạn trong lớp bắt đầu hoan hô mà một trường thanh nhìn vị lão sư này thì vẻ mặt không nói gì nghĩ thầm lão sư này nhất định đã từng ở cùng với mại đặc khải chỉ chốc lát trong lớp công phu đã không còn lại mấy người mà một trường thanh ở trong đó minh nhân cùng ruộng non còn có vài tên hùng hài tử cũng không có đi ra ngoài ruộng non vốn muốn thu thập xong mặt bàn của mình trực tiếp đi sân thể dục nhưng mà lúc này vài tên hùng hài tử lại ngăn cản hắn về điểm này hắn cũng không muốn ra tay bởi vì ba tháng qua sự thật đều chứng minh trong tình huống bị khi dễ bạch mã hoàng tử của nàng sẽ luôn xuất hiện trước mặt nàng người không nói lời nào là đang giả bộ cái gì là khinh thường chúng ta sao? Có mắt trắng thì biểu diễn đi, không cần giả bộ lạnh lùng. Minh Nhân thấy vậy chạy thẳng đến trước mặt ruộng non cho cô một bóng lưng làm cho người ta an tâm. Được rồi, được rồi, không nên khi dễ người ta. Mục trường thanh thấy một màn này cũng hiểu được, ruộng non thích Minh Nhân tuyệt đối không phải là anh hùng cứu mỹ nhân thời thơ ấu chỉ có một lần, mà là lần lượt bảo vệ mới thích đối phương. Anh hùng cứu mỹ nhân tuy rằng rất cũ rích, nhưng tuyệt đối là có thể cảm động đến cô gái nhất. Nhìn nho nhỏ anh hùng cứu mỹ nhân, trên mặt của hắn cũng là lộ ra gì cười. Kế tiếp tiếng chuông lên lớp liền vang lên. Được dẫn dắt bởi Hayano Iruka. Iruka lấy ra thùng rút thăm cùng mọi người giảng đạo. Trước khi bởi vì các ngươi vừa nhập học rất nhiều học sinh còn không có tinh luyện chakra, cho nên hai người đối chiến chương trình học vẫn không có cách nào cử hành, hiện tại trải qua ba tháng huấn luyện, chakra của các ngươi cũng đã lấy ra, hiện tại có thể bắt đầu, rút được đồng dạng con số đồng học liền muốn đối chiến, sau đó muốn kết hòa giải chi ấn đại biểu hai người hòa giải. Minh nhân cùng tá trợ đôi oan gia này không chút ngoài ý muốn rút được cùng một con số, mà cùng hắn đối chiến dĩ nhiên là một tiểu cô nương tên là Thanh Thủy Đào Hợp. Cái này hắn ngược lại là khó khăn, những giới nữ hài tuy rằng trưởng thành sớm, nhưng là dù thế nào cũng vẫn là 6 tuổi, nhất định sẽ có giống nhau tình huống thích khóc, cái này muốn chính mình đánh khóc đối phương iruka lão sư nhất định là muốn cho chính mình dỗ tá trợ trực tiếp đánh bại minh nhân dẫn tới một đám nữ hài hò hét chói tai chỉ chốc lát sau liền đến phiên mục trường thanh nhìn tiểu cô nương trên mặt phòng lên thoáng có chút mập mạp trong lòng hắn tính toán chính là đợi lát nữa như thế nào không đem đối phương đánh khóc nhưng mà kế tiếp hắn mới hiểu được là mình tự đại thanh thủy đào hợp trực tiếp hướng hắn chạy tới cũng trực quyền đánh tới Mục trường thanh trực tiếp vươn tay trái tiếp được, mà bàn tay hắn cũng cảm thấy hết sức đau đớn. Sau đó hắn trực tiếp dùng sức vung lên, thừa dịp khe hở này nhanh chóng trốn về phía sau. Ngay sau đó đối phương cấp tốc chạy tới đá lui về phía má trái của hắn, mục trường thanh không thể tránh né vội vàng nhấc tay lên, lấy khuỷu tay chống lại một cước của nàng, lại sau đó tay trái nắm thành quyền đánh vào bụng đối phương, nhưng mà lại nghĩ đến nắm đấm có chút không thích hợp, vội vàng đổi thành trưởng đẩy đi tốt xấu gì cũng rèn luyện lâu như vậy tự nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Thanh thủy đào hợp trực tiếp lộn nhạo về phía sau, đứng ở địa phương, nhưng bởi vì không thuần thục vẫn lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa té ngã. Một trường thanh lui vài bước, lúc này mới hiểu được là mình nông cạn, cho tới nay hắn đều lấy người lớn gốc nhìn nhìn đám tiểu hài tử này, lại quên mất hiện tại thân thể của mình cũng là tiểu hài tử. Hơn nữa này tiểu cô nương chakra năng lực khống chế so với mình tốt hơn rất nhiều, nhà nạn bên trong đại nhân tuyệt đối có ninja, bằng không thì không có khả năng có dạng này chakra năng lực khống chế. Thật sự là có một ngày lại cùng một tiểu cô nương đánh thành như vậy, nếu đám con trai kia biết nhất định sẽ chê cười mình. Mục trường thanh đáy lòng âm thầm trào phúng chính mình nói. Tiểu cô nương kia sửa sang lại thân hình tiếp tục chạy về phía hắn. Mục trường thanh hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhìn thấy những công kích kia sẽ nghĩ lung tung sẽ làm cho mình có chút động tác không thể làm ra. Nhìn thấy đối phương nhắm hai mắt lại, thanh thủy đào hợp cảm giác đối phương đang khinh thị mình, trong lúc nhất thời trở nên rất nóng nảy trực tiếp nâng chân phải lên đá má trái của hắn. Mà một trường thanh trực tiếp ngồi sổng xuống đồng thời vương tay trái ra, bắt được cổ chân của nàng, chân phải vấp ngã chân trái của nàng làm cho nàng trực tiếp lơ lửng, đồng thời thân hình hắn vừa xoay tay trái phát lực đem nàng kéo qua, tay trái lại là hướng bụng của hắn đánh tới nhưng là vì không cho tiểu cô nương này bị thương tay phải của hắn đặt ở sau đầu của nàng các cô bé ở hiện trường đều là oa ngẫu bởi vì bọn họ cảm giác một trường thanh nhất định là thích thanh thủy đào hợp ngay cả thanh thủy đào hợp cũng nghĩ như vậy người thắng một trường thanh kết hòa giải chi ấn y lỗ tạp thấy thế trực tiếp hô kết xong hòa giải chi ấn về sau một trường thanh liền tìm một chỗ ngồi trực tiếp ngồi xuống bắt đầu thưởng thức kế tiếp những người khác đối chiến. Mọi người ở hiện trường các tiểu cô nương một trận thất vọng, bởi vì bọn họ còn tưởng rằng kế tiếp một trường thanh còn có thể tiếp tục làm chuyện gì. Một trường thanh biết hành vi vừa rồi của mình nhất định là làm cho đám tiểu thí hài trưởng thành sớm này suy nghĩ nhiều, nhưng hắn cũng không muốn giải thích cái gì bởi vì hiện tại khẳng định là càng giải thích càng đen. Dù sao mọi người đều là sẽ muốn hướng chính mình muốn phương hướng phát triển nếu như giải thích nhất định sẽ bị trở thành che giấu chương không bệnh viện việt làm bạn đang nghe tại truyện chấm audio trải qua lần này luận bàn với tiểu cô nương này hắn tổng kết một chút vấn đề của mình tổng kết có ba điểm thời điểm mở mắt đầu tiên hắn căn bản không thể làm ra phán đoán phản ứng thân thể cùng ánh mắt nhìn thấy hoàn toàn là hai việc khác nhau thứ hai hắn quá mức khinh thị đối thủ bởi vì đã thấy qua đỉnh cao chân chính của thế giới này do đó đánh giá sai chính mình cho rằng mình cùng bọn họ đứng ở cùng một vị trí do đó quên mất mình còn ở tầng dưới chót của thế giới này tốc độ phản ứng thứ ba quá mức chậm tại thời điểm thanh thủy đào hợp kích trúng hắn hắn liền cảm giác được một cổ tình huống nguy hiểm nhưng là tốc độ phản ứng theo không kịp không có né tránh chỉ có thể phòng ngự ba loại tình huống này loại thứ hai rất dễ hóa giải chỉ cần thấy rõ hoàn cảnh của mình nhận rõ sự yếu đuối của mình là được nhưng hai loại khác lại làm cho hắn có chút sức đầu mẻ tráng. Loại thứ ba ngược lại rất đơn giản, không ngừng rèn luyện, lại giống như vũ trí ba dựa vào cơ quan tránh né. Nhưng có một vấn đề, mình cũng không phải là quý tộc như vũ trí ba, căn bản là không có tiền trị liệu tổn thương tu luyện. Lóc cơ lý như vậy tu luyện, cũng bị hắn ô út. một trường thanh là một cái từ thế kỷ 21 địa cầu xuyên qua tới người, sinh hoạt ở an định thế giới bên trong, hắn cũng không cảm thấy mình có như vậy nghị lực lớn trong lúc nhất thời có chút nghĩ không thông, liền tạm thời tính không muốn, luận bàn chiến đấu rất nhanh liền kết thúc, hắn cũng là đi theo chính mình những học sinh kia ngồi ở Iruka lão sư phía trước. Y lỗ tạp đối chiến bản đen giảng cho bọn họ tam thân thuật, lại giảng đến ứng dụng cùng khống chế của tra khắc lạp, thời điểm nói đến khống chế một trường thanh giơ tay một cái, hy vọng y lỗ tạp tinh tế giảng giải một chút. Nhìn thấy có đồng học hỏi vấn đề của mình, Iruka cảm thấy một hồi tâm lý thỏa mãn, kiêu ngạo nói, Người chakra cũng không phải vô hạn, khi các ngươi sử dụng thời điểm là sẽ tiêu hao. Người chakra giống như là một cái ân. Iruka trong lúc nhất thời tìm không thấy phương pháp so sánh có chút cuộn bách, thế nhưng lại không thể ở trước mặt học sinh mất mặt vì thế vò nát lọ vỡ nói, giống như là bị tiêu hao, dùng một chút ít một chút. Thế nhưng đồng dạng chakra lượng ở trong tay người khác nhau nhưng là có phương pháp cường đại hơn. Ví dụ như có người sử dụng thuộc phân thân có thể phân ra ba cái ở trong tay người khống chế tốt hơn thì có thể phân ra càng nhiều cái một trường thanh một trận im lặng trách không được biểu hiện của huệ bỉ thọ trong hoạt hình kém như vậy sẽ là một người đặc biệt nhẫn nại cũng khó trách y lỗ tạp nhiều năm như vậy vẫn là một người nhẫn nại thủ đoạn giáo dục này so với huệ bỉ thọ thật sự là kém xa ngay cả cách nói so sánh cũng nói không rõ một trường thanh lại hỏi vậy nếu là người vừa mới tiếp xúc chakra như chúng ta nên khống chế như thế nào đây Y lỗ tạp hai tay chống nạnh vấn đề này làm giáo sư hắn nhưng lại nhớ không biết bao nhiêu năm vẻ mặt tự tin nói. Cái này ngươi liền hỏi đúng người, rất đơn giản hảo hảo ngủ hảo 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 ăn cơm bảo đảm hảo hảo làm việc và nghỉ ngơi, bởi vì khống chế chakra cần tinh thần sung túc. Một trường thanh cảm giác trên đỉnh đầu có một con quạ đen bay qua, kiếp trước đã được thông báo nếu muốn thân thể tốt, phải ăn cơm thật tốt, ngủ sớm dậy sớm cam đoan làm việc và nghỉ ngơi thật tốt, làm việc và nghỉ ngơi thật tốt này quả thực giống như nước nóng là thuốc vạn năng. Iruka kết một tử chi ấn tiếp tục nói. Tiếp theo chính là tử chi ấn, phương pháp này bổ sung tinh thần lực lượng, đây chính là các ngươi tuổi này khống chế chakra tốt nhất phương pháp. Những lời này làm cho một trường thanh có chút thống hận trí nhớ ngu xuẩn cùng biết rõ nội dung vở kịch của mình, cho tới nay hắn chịu ảnh hưởng của nội dung vở kịch hòa ảnh hậu kỳ, sáu năm nay hắn căn bản cũng không có hiểu rõ qua thập nhị ấn đến bây giờ mới biết được nguyên lai kết ấn không chỉ có thể phóng thích nhẫn thuật, còn có năng lực khống chế chakra. Đối với 12 ấn pháp hiện tại trong sách của bọn họ căn bản cũng không có ghi chép, bởi vì đó là thư giáo cấp cao, hiện tại trong sách của hắn chỉ có hỏa chi ý chí cùng chakra phương pháp tinh luyện, hiện tại hắn biết chỉ có tử chi ấn cùng ảnh phân thân ấn pháp. Sau đó y lỗ tạp lại giảng giải tầm quan trọng của tam thân thuật đối với giai đoạn này. Ngày tháng trôi qua, ánh mặt trời dần dần biến thành màu vàng tiếng chuông tan học vang lên bạn học trong lớp từng người từng người cũng được phụ huynh bọn họ đón đi nhưng cậu cũng là một cô nhi có thể trở về chỉ có cô nhi viện nhưng bởi vì vấn đề của bản thân cậu không nghĩ ra phương pháp giải quyết nào đi tới đi lui liền đến cửa bệnh viện một dịp nhìn bệnh viện bận rộn trong lòng hắn nhất thời có một phương pháp nói làm là làm anh trực tiếp tiến lên tìm y tá lễ tân tiểu bằng hữu ngươi tới nơi này làm cái gì phụ huynh của ngươi đâu hắn không phải minh nhân như vậy cửu vĩ nhân trụ lực cho nên lễ tân người đối với hắn vẫn là rất hữu hảo nghe được những người khác hỏi tới phụ huynh của hắn thần sắc của hắn có chút xa sút ngại quá tỷ tỷ ta là một cô nhi ta tới nơi này là hy vọng mình có thể ở bệnh viện tìm việc làm nghe được đối phương là một cô nhi y tá sắc mặt dạy ra một chút xin lỗi nói không làm thất vọng tỷ tỷ không biết Tuy rằng rất không làm thất vọng ngươi nhưng là trong bệnh viện là sẽ không tuyển dụng lao động trẻ em, ngươi đi ra ngoài hỏi những người khác đi. Tỷ tỷ, ta không cần tiền công. À, vậy tại sao cậu lại tìm việc? Tôi hy vọng sau này khi tôi bị thương, bệnh viện có thể thông qua khấu trừ tiền công của tôi để làm chi phí điều trị. Mục Trường Thanh nói thẳng mục đích của mình. Ha ha ha, một tiểu hài tử như ngươi có thể bị thương bao nhiêu a? À? Tỷ tỷ ngươi xem thường ta ta chính là niêm gia trường học học sinh a về sau muốn tu luyện nhất định sẽ bị rất là nghiêm trọng thương tổn một trường thanh đối với chính mình bán manh âm thầm ói ra một cái không được nha ngày đầu tiên tuy rằng thất bại thế nhưng trong vòng một tuần kế tiếp hắn mỗi ngày đều đi qua cuốn quýt đánh đập nếu như không đồng ý thì ở một bên trợ giúp y tá trải qua không ngừng cố gắng hắn rốt cục được như nguyện ở trong bệnh viện làm công một ngày nào đó như cũ tan học đi bệnh viện trên đường phát hiện một cái tiểu cô nương ở phía sau lặng lẽ đi theo hắn ở một cái góc đường hù dọa đối phương một chút mới phát hiện nguyên lai là nước trong đào hợp à ngươi làm gì vậy thanh thủy đào hợp ngồi dưới đất phẫn nộ nói nhìn đối phương tiên thanh chế nhân bộ dáng hắn hai tay ông ngực tức giận nói ta còn muốn hỏi ngươi làm gì đâu ai theo dõi ngươi thanh thủy đào hợp đỏ mặt ngạo kiều phủ nhận À, vậy sao? Vậy hẳn là tôi nghĩ sai rồi. Mục trường thanh quay đầu bước đi. Tiểu dạng, ngươi một cái tiểu cô nương cùng ta ngạo kiều chơi đùa tâm nhãn, hai 3. Chờ một chút. Mục trường thanh quay đầu hít mắt cười, sao vậy, lại có chuyện gì? Xin nhanh lên, tôi còn phải đi bệnh viện làm việc. Ngươi lúc ấy cùng ta luận bàn tại sao phải làm động tác như vậy? vốn cho rằng thái độ một tuần đã có thể làm cho đối phương không suy nghĩ lung tung nữa nhưng một trường thanh đã quên hiện tại tuổi của đám hài tử này là biết để tâm vào chuyện vụn vặt nhất lúc ấy nếu ta không đỡ đầu ngươi ngươi không phải trực tiếp đập xuống đất sao đều là bạn học nếu như ngươi bị thương tổn quá lớn ta nhưng là sẽ tự trách hơn nữa đập đầu một cái không cẩn thận nhưng là sẽ biến thành ngốc đấy ngươi chẳng lẽ muốn biến thành một cô gái ngốc a tốt lắm ta muốn đi làm việc trêu chọc xong ta liền chạy, hắn cũng không muốn làm cái gì dưỡng thành hệ liệt, dù sao hắn không phải hai mươi. Chương không năm Núi lá xanh nhi cùng cha mẹ nuôi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thời khắc hoàng hôn, ánh mặt trời màu vàng chiếu rọi trên mặt đất, rừng rậm rậm rạp lộ ra một chút ánh sáng khiến rừng rậm thoáng ấm áp một chút, lá cây màu vàng theo gió nhẹ nhàng bay xuống, tỏ rõ mùa thu đã đến. Một trường thanh đi ở trong không khí ẩm ướt lạnh lẽo, băng một tiếng một sợi dây trực tiếp cắt đứt, một hòn đá trực tiếp hướng vai trái của hắn bắn tới, đối mặt tình huống như vậy hắn chỉ là nhẹ nhàng nghiêng người biến trốn đi. Sau đó hắn lại tiếp tục đi về phía trước, mỗi lần đi về phía trước một chút sẽ có một sợi dây đứt ra, đá khắp trời đất cũng đánh úp về phía hắn, nhưng đều là động tác rất nhỏ khiến hắn tránh đi, nếu như người đứng ở phía trước mới phát hiện thiếu niên này từ đầu đến cuối vẫn là trạng thái nhắm hai mắt cuối cùng trực tiếp xuất hiện một khúc gỗ thẳng tắp lăn về phía hắn đối mặt với tình huống như vậy hắn cũng chỉ nhẹ nhàng nhảy lên nhưng mà lúc này ngoại ý muốn lại xảy ra một trường thanh cũng không chú ý tới phía trước hắn có một hòn đá nhỏ khiến cọc gỗ trực tiếp nhảy dựng lên thẳng tắp đụng vào bắp chân hắn khi hắn cảm nhận được thì đã muộn nhảy lên thân thể trực tiếp ngã về phía sau hai tay chống mặt đất chân phải ngưng tụ chát ra hướng cọc gỗ đá tới cái cọc gỗ trực tiếp dừng lại cũng là may mắn cái cọc gỗ này cũng không phải quá lớn, bằng không hiện tại xương đùi của hắn đã nát, hiện tại chỉ là sưng lên một chút mà thôi. Bởi vì bị thương, hắn cũng đành phải đi bệnh viện. Y tá tiếp tân của bệnh viện Mộc Diệp, nhìn bộ dạng què chân của Mục Trường Thanh tức giận nói. Tiểu Trường Thanh Nghe đối phương tức giận gọi mình, Mục Trường Thanh chấn động, giọng nói yếu ớt nói. Diệp Nhi tỷ Sơn Thanh Diệp Nhi tay phải chống nặng tay trái trực tiếp tiến lên túng lấy lỗ tai của hắn lớn tiếng nói: Ngươi là muốn cả đời tàn phế sao? Mục Trường Thanh làm việc ở bệnh viện cũng có thời gian một năm, Sơn Thanh Diệp Nhi chính là người bảo đảm của hắn, bởi vì công việc cố gắng cho nên cha mẹ Sơn Thanh Diệp Nhi lựa chọn thu dưỡng hắn, bởi vì luôn tu luyện nguyên nhân bị thương hắn bị cha mẹ nuôi cùng Sơn Thanh Diệp Nhi thuyết giáo không ít. Sơn Thanh Diệp túng lấy lỗ tai hắn trực tiếp đi tới khoa ngoại. Đau đau đầu, Diệp Nhi tỉ buông tay ra đi. U, hiện tại biết đau, lúc chân bị đụng sao không cảm thấy đau? Diệp Nhi tức giận nói. Bất quá nạn cũng là miệng lạnh lòng nóng buông lỏng tay ra. Bác sĩ ngoại khoa mở to một con mắt cá muối, đã tập mãi thành thói quen, ánh mắt của hắn rất rõ ràng. Lại là anh. Sau khi Sơn Thanh Diệp đưa anh đến đây thì trở về tiếp tục công việc. Bác sĩ băng bó cho hắn xong, hữu khí vô lực nói, được rồi, trong ba ngày kế tiếp nghỉ ngơi cho tốt, không cần làm động tác kịch liệt gì nữa. Viên thành bác sĩ nhìn đối phương thành thật bộ dáng cũng là nhìn không được nói ra. Ai tiểu trường thanh A, à, tỷ tỷ của ngươi nói rất đúng, tuy rằng niêm gia lực khôi phục cùng thường nhân bất đồng, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy dày xéo thân thể của ngươi A, à, lâu thương thành tật hiểu không? Yên tâm đi, bác sĩ viên thành tôi biết tình huống của mình sẽ không sàng bậy. Mục trường thanh cho hắn một nụ cười yên tâm. Bác sĩ Viên Thành một năm trước đã nhìn thấy đứa trẻ vì cuộc sống mà luôn cố gắng, cả bệnh viện không ai không thích, cho dù bị thương vẫn cẩn trọng hoàn thành công việc của mình. Ngồi ở trên giường bệnh viện, trong lúc nhất thời Mục Trường Thanh cảm giác mình có chút không có việc gì làm, dù sao vài ngày trước đều đang tu luyện, đột nhiên rảnh rỗi còn có chút không thích ứng. Sau đó liền nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thấy từng con nhạn bay qua, làm cho hắn liên tưởng đến những loài chim khác, cho đến khi nhớ tới điều khác đột nhiên thoáng cái hiểu ra hắn đột nhiên nghĩ tới làm thế nào để tránh mở mắt không thể phán đoán tình huống kiếp trước chu bá thông trong truyện anh hùng xạ điêu tả hữu bác thuật không phải là một phương pháp giải quyết rất tốt sao mặc dù nói lấy tâm tư của hắn là sẽ không không đạt tới điều kiện tả hữu bác thuật nhưng lý luận giai đoạn đầu của hắn vẫn có thể tham khảo một chút tỉ như một tay vẽ tròn một tay vẽ hình vuông như vậy cho dù học không được cũng có thể làm cho hắn đạt tới phân tâm chú ý tuy rằng nói đơn giản nhưng thật sự làm mới là thật sự khó tay trái vẽ vẽ sẽ lệch không phải tay phải nghiêng tay trái thì là tay phải nghiêng tay trái thời gian rất nhanh đi tới buổi tối sơn thanh diệp tan tầm đi tới cửa nhìn đệ đệ của mình ở nơi đó vẽ loạn không mục đích trực tiếp tiến lên sờ sờ trán của hắn xem có phải phát sốt hay không chị diệp nhi chị làm gì vậy một trường thanh không buông tu luyện quay đầu nhìn chị hỏi sơn thanh diệp nhi bắt trước tay hắn một chút hỏi Ngươi đây là ta đây là đang tu luyện a à. ngươi thật sự là một tên cùng tu luyện diệp nhi điểm tráng hắn cười mắng đã tối rồi chúng ta nên trở về ừ được bởi vì một trường thanh bị thương diệp nhi trực tiếp cổng hắn đi về nhà không lâu sau nhìn thấy tòa nhà nhỏ đèn đuốc sáng trưng trong lòng dâng lên một tia ấm áp nửa năm trước lúc mình làm việc bị thương ngay lúc đó sơn thanh diệp đau lòng nâng mình dậy Cha mẹ nuôi của hắn cũng ở bên cạnh, nhìn thấy mình yếu ớt vì tu luyện mà làm những thứ này, cho nên mềm lòng liền thu lưu mình. Một năm này ở trong bệnh viện diệp nhi luôn rất chiếu cố nàng, một trường thanh cũng coi nàng là tỷ tỷ. Cuộc sống của nhị thế tuy rằng đều là cô nhi, nhưng rốt cuộc tìm được người nhà thuộc về mình. Vốn cha mẹ nuôi của hắn cũng không hy vọng mình lại ở bệnh viện công tác, nhưng là chính mình tu luyện luôn bị thương, này tiền thuốc men cũng là một số lớn chi tiêu cũng không thể để cho đối phương tới xuất đi. Chúng ta đã trở lại. Đã trở lại. Mau rửa tay đi, muốn ăn cơm. Nữ tử trung niên ôn nhuận nhưng không mất đi vẻ tao nhã bưng đĩa cười nói, nhưng khi nàng nhìn thấy một trường thanh trên lưng sơn thanh dịp nhi, sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Nhỏ, dài, xanh. Không làm mẹ thất vọng, lần sau con sẽ chú ý, hơn nữa hôm nay mẹ lại đẹp một trường thanh tốt xấu gì cũng có tâm tư của người trưởng thành biết làm thế nào để lấy lòng mẹ bớt nói nhảm đi hôm nay ai cũng không cứu được con đừng ăn cơm tối nữa cha nuôi sơn thanh điểm lữ trực tiếp mở miệng nói không sai hôm nay nói gì cũng không cứu được con dưỡng mẫu sơn thanh điền y cũng phụ họa À, thật nhớ cha mẹ nuôi lúc mới bắt đầu a à, một trường thanh cứ như vậy đói bụng ngủ cả đêm vừa mới bắt đầu chính mình bị thương bọn họ có thể nói là quan tâm chính mình tới cực điểm, nhưng là về sau chậm rãi biến thành thuyết giáo, cho tới bây giờ biến thành bị thương biến thành trừng phạt, mặc dù là như vậy, nhưng là hắn nhưng là thích thú ở trong đó, bởi vì cái này cũng đại biểu này quan hệ của bọn họ chậm rãi thay đổi tốt. Sáng hôm sau đồng dạng không có cơm, liền trực tiếp đi tới niên gia trường học, ở trên lớp học hắn ở dưới bàn luyện tập tả hữu bác thuật. Chương 06 Chỗ đau cùng xúc động, đời trước của hắn bạn đang nghe tại truyện chấm audio đông đi xuân lại là một năm qua đi lúc này lá gỗ tiến vào một loại tình huống rất áp lực nửa năm trước vũ trí ba nhất tộc bị diệt tộc bởi vậy một dịp tiến vào thời kỳ gậy yếu trước nay chưa từng có tuy rằng xuyên qua tới hắn cũng có một ít muốn thay đổi bi kịch ý nghĩ nhưng là hắn bất quá là một cái biết tương lai hướng đi bình thường một dịp bình dân ninja căn bản cũng không có loại thực lực này đi thay đổi hắn chỉ có thể dựa vào chính mình kiếp trước tri thức đến chậm rãi trưởng thành thẳng đến có được có thể thay đổi thực lực giai đoạn này một trường thanh cũng là bắt đầu hiểu được kiến thức cơ bản khống chế ninja chakra mà tam thân thuật cũng là ở một năm này chính thức xếp vào trong việc học của hắn tam thân thuật đại biểu ninja cơ sở nhất học thành tam thân thuật cũng liền đại biểu hắn đã có trở thành ninja tư chất bởi vì thiên phú cùng chút lượng nguyên nhân hắn vẫn tận sức tu tập cha ra khống chế năng lực cùng bởi vì cha mẹ ruột chết đi mà xuất hiện kiến văn sắc năng lực bởi vì đây là hắn hiện giờ duy nhất tiền vốn dựa vào những thứ này ở hắn bây giờ cái tuổi này cũng coi như là trong lớp người nổi bật chính là răng cũng không nhất định nói có thể đánh bại hắn phải biết rằng hắn cũng không phải là đại gia tộc ninja cũng không có một cái ngưu bức lão sư có thể đi đến bây giờ tất cả đều là nỗ lực của hắn kiếp trước hắn tuy rằng không thể nói bày nát nhưng là cũng là rất lười cá tính, cho nên có thể thoát khỏi kiếp trước ảnh hưởng, cố gắng đi đến bây giờ hắn vẫn có như vậy một đâu đâu kiêu ngạo. Trải qua một năm huấn luyện phân tâm, một trường thanh thoáng có một ít năng lực mở mắt thấy sắc, bởi vì ở trong lớp luyện tập phân tâm khống chế hắn không ít lần bị y lỗ tạp phạt đứng, cũng bởi vậy thoáng kết giao với mấy tên quỷ gây rối trong một dịp thập nhị tiểu cương. Trừ lần đó ra hắn cũng là không có cùng những người khác có cái gì cùng xuất hiện, nhưng là chính là bởi vì cái này Iruka đem hắn gọi vào văn phòng, lý do là hắn có chút quái gở. Lúc này Mục Trường Thanh cũng là rất im lặng, hắn chỉ là có người trưởng thành ý nghĩ cùng tiểu hài tử chơi không được cùng đi, dĩ nhiên bị cho rằng quá mức quái gở. Trường Thanh, có chuyện gì kỳ thật có thể tìm bằng hữu phát tiết phát tiết, người không cần đem hết thảy sự tình dấu ở trong lòng. Ninja mặc dù là cô độc mà tàn nhẫn, nhưng là chung quy là không có khả năng một người sinh tồn thế giới này, nếu như không có bằng hữu cùng lão sư nguyện ý làm bằng hữu của ngươi. Mục trường thanh hiểu rõ Iruka, hắn không muốn Tru nói như vậy mình không am hiểu lời nói, nhưng là miệng độn vừa ra ai cùng tranh phong, hắn là thật sự không giỏi lời nói, hiện tại Iruka thật sự là vì cho hắn làm tâm lý phụ đạo, đem có thể nghĩ đến toàn bộ đều nói ra. Mục trường thanh ánh mắt thẳng tắp nhìn chầm chầm Iruka, nhúng nhúng vai nói lão sư ngài thật hiểu lầm ta ta cũng không phải tính cách quái gở ta chỉ là cảm giác cảm giác những người khác có chút ngây thơ một trường thanh bắt chước một chút bộ dáng chơi trò chơi khác các nam sinh chơi nhiều nhất chính là trò chơi ninja thế nhưng chúng ta chung quy là muốn trở thành ninja tại sao phải đi bắt chước a à? còn có các nữ sinh hoặc là háo sắc trước mặt tá trợ hoặc là đang nói về sở thích của tá trợ thậm chí nói về gia đình của hắn đây mới là rất bình thường tình huống, hiện tại ngươi bất quá là một cái còn chưa ở trong học viện tốt nghiệp hài tử, nên tận tình phát ra bản tính của mình, mà không phải giống như vậy đè nén chính mình. Ngươi dám nói chính mình nhìn những người khác trong lòng không có một tia hướng tới sao? Cái này trường học diện nhất có thể cảm động lây trợ giúp người, có thể chính là ta. Một trường thanh làm như là bị đâm đến chỗ đau, xúc động chậm rãi chiếm cứ lý trí, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Ngươi Y lỗ tạp nhất thời cảm giác được không khí chung quanh có chút áp lực. Ngài có biết không, trí nhớ của ta cùng những người khác có rất lớn bất đồng, người ở thời thơ ấu cơ hộ cái gì cũng không nhớ được, mà ta lại là nhớ kỹ tất cả ký ức. Ngài có biết phụ thân của mình còn ở trước mặt mình bị trời giáng tai họa bất ngờ đập thành thịt băm tình hình sao? Iruka trầm mặt xuống, hắn vẫn cho rằng một trường thanh quái gỡ là bởi vì cô nhi viện nguyên nhân, chính hắn trước kia còn không có lớn lên thời điểm cũng là tại cô nhi viện. Hơn nữa cha mẹ của hắn cũng là cửu vị giết chết, cho nên đối đãi Mục Trường Thanh cũng là có một chút đồng tình. Y lỗ tạp vì sao đối với Mục Trường Thanh làm tâm lý phụ đạo mà sẽ không đối với tá trợ làm tâm lý phụ đạo, bởi vì mất đi bộ tộc cùng cha mẹ ở trước mắt mình bị giết tình hình hắn không cách nào tưởng tượng. Nói đến đây, xung động của Mục Trường Thanh thoáng giảm bớt một chút. Ngài biết không? Lúc Minh Nhân vừa mới tiếp xúc với tôi, tôi đã động tâm tư bởi vì trong thôn truyền ra tin tức minh nhân là cửu vĩ tôi muốn dựa vào tiếp xúc với hắn tìm được nhược điểm của hắn nhưng khi hiểu rõ về nhẫn thuật tôi hiểu được minh nhân có thể chính là vật hy sinh hệ thống nhẫn thuật quá mức khổng lồ cho nên cửu vĩ có thể là bị nhẫn thuật gì đó đánh bại hơn nữa dựa vào nhẫn thuật kia phong ấn ở trong cơ thể minh nhân iruka khiếp sợ nhìn hắn nhân trụ lực loại vật này đều là các đại nhẫn thôn tuyệt đối cơ mật tuy rằng đối phương còn không biết nhân trụ lực là cái gì nhưng là dựa vào loại này tỉnh táo phân tích năng lực cùng tìm đọc tri thức năng lực sớm muộn sẽ biết nhân trụ lực tuy nhiên ai sẽ nghĩ rằng câu chuyện của mình sẽ là một truyện tranh ai sẽ biết rằng những người đã xem truyện tranh bị ảnh hưởng bởi các lực lượng vô danh phá vỡ bức tường thứ nguyên để đến với thế giới này cha mẹ mất đi để cho nhân cách của ta không trọn vẹn ta thừa nhận ta xác thực hâm mộ bọn họ vô ưu vô lự nhưng là ta càng sợ hãi giống bọn họ vô ưu vô lự mà mất đi mạnh mẽ thời gian ngài hiểu được cái loại này không muốn mất đi nhưng tại chính mình dưới mí mắt chậm rãi mất đi cũng vô lực cảm giác sao? Iruka rất muốn nói mình hiểu, hắn cũng trải qua tình huống cha mẹ bị cửu vĩ giết chết. Nhưng hắn nói không nên lời, bởi vì hắn không có kinh nghiệm như một trường thanh, cảm giác vô lực của một trường thanh so với mình còn nặng hơn. Iruka lão sư, ta rất cảm tạ ngài đối với ta quan tâm, nhưng là ta cùng tá trợ giống nhau là một cái nhân cách thiếu hụt người, Ngày càng nên quan tâm chính là Na Là người trong thôn ta rất cảm kích hắn, nhưng là một cái bị hắn trong thân thể đồ vật tổn thương người, ta không cách nào đồng tình hắn. Mục trường thanh cuối người một cái liền trực tiếp đi ra văn phòng. Iruka yên lặng nhìn hắn rời đi, lâm vào trầm tư. Trở lại phòng học mục trường thanh thật sâu nhìn tá trợ một cái về sau, liền về tới chỗ ngồi phía trên, tá trợ bởi vì tự nhiên không có chú ý tới ánh mắt của hắn, dù sao bây giờ tá trợ còn trong đầu đều là lực lượng một trường thanh ngồi ở chỗ ngồi của mình nhắm hai mắt lại dưỡng thần vô ưu vô lự đối với hắn mà nói là một từ ngữ xa không thể với tới lại không thể trải qua kiếp trước hắn chính là một cô nhi thời thơ ấu ở trong cô nhi viện liền kỳ vọng có người tốt bụng làm cha mẹ của hắn nhưng mà hắn lại không có số mệnh tốt như vậy thời tiểu học sẽ bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình trung học cơ sở trung học cơ sở sẽ bắt đầu làm công tích góp tiền sinh hoạt lên tới đại học sẽ vì cuộc sống cùng. Tương lai mà tính toán, có thể nói kiếp trước hắn không phải đang lo lắng tương lai thì chính là đang bận rộn. Hắn cũng kỳ vọng có cuộc sống vô ưu vô lự, trải qua tử vong thật vất vả mới có được một loại cuộc sống vô ưu vô lự, nhưng hết thảy đều bị cửu vĩ cùng vũ trí ba mang đất hủy diệt. Chương 7 Lần thứ hai ninja đối chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Mục trường thanh thập phần rõ ràng tương lai Mộc Diệp Thôn sẽ phát sinh sự kiện lớn, đại xà hoàng xâm lớn, Mộc Diệp sụp đổ, những thứ này đều là sự kiện có thể sẽ làm cho người của Sơn Thanh Gia chết đi, mặc dù nói Sơn Thanh Gia chỉ là gia tộc bình dân không có ninh gia, là căn bản sẽ không tiến vào trên chiến trường, nhưng Mộc Diệp sụp đổ chính là sẽ khiến cho toàn bộ Mộc Diệp sụp đổ, nếu như cha mẹ nuôi gãy tay gãy chân hoặc là khí quan trên người bị thương tổn. Vậy cha mẹ nuôi của mình còn có thể sống lại sao? mất đi cha mẹ ruột, thật vất vả mới có cha mẹ nuôi để cho hắn lại cảm nhận được tình thân quan tâm, hắn không muốn đến lúc tai nạn chân chính tiến tới, lại cảm nhận được loại cảm giác vô lực này. Mục Trường Thanh cũng không muốn thực lực trấn áp thiên hạ như Minh Tá, chỉ muốn lực lượng có thể bảo vệ người nhà, vậy đối với hắn mà nói như vậy là đủ rồi, tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng không có thiên phú, không có bối cảnh, không có lão sư cường đại, hắn chỉ có thể dựa vào một chút thành thục cùng năng lực biết rõ nội dung vở kịch của mình không ngừng chậm rãi đi về phía con đường này rèn 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 tiếng chuông lên lớp vang lên cũng làm cho một trường thanh trầm tư chậm rãi hoàn hồn tiết học này là kết ấn dạy dỗ nhưng anh không có lòng dạ nào học tập bởi vì kiến thức về kết ấn anh đã sớm ôn tập xong hiện tại đối với hắn quan trọng nhất là trái phải vật lộn với nhau tăng cường khống chế phân tâm phương pháp Thầy giáo giảng bài chú ý tới động tác nhỏ của một trường thanh dưới bàn học, nhưng bọn họ lại không để ý. Có lẽ là bởi vì nghe được hắn ở văn phòng tự thuật hoặc là y lỗ tạp nói. Bất quá đối với hắn mà nói, hắn cũng không thèm để ý. Chính mình dưới xúc động đã bại lộ chính mình, cũng không cần ủy khuất chính mình như thế. Đoàn tàn hoặc là nhật trạm nếu để mắt tới mình thì để bọn họ tới đi. Thời gian rất nhanh đã tới buổi chiều. Lớp cũng là đi tới một tháng một lần luận bàn chương trình học lúc này đây khóa so với dĩ vãng bất đồng, lúc này đây phải thông qua phương thức thăng cấp sàng lọc đệ nhất. Hiện tại bọn họ đã là năm thứ ba, muốn bắt đầu loại phương thức thi đấu này để cổ vũ bọn họ trưởng thành, tiểu hài tử mà, nhất định là thích loại cảm giác chói mắt này. Đương nhiên ngoại trừ một trường thanh và ruộng non, tư tưởng của hai người bọn họ một người lớn, một người hướng nội, chói mắt đối với bọn họ mà nói đó chính là phiền toái. Natru và Sasuke không hề bất ngờ được phân phối cùng nhau, anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ hai người này mỗi lần tham gia khóa học ninja đối chiến ván đầu tiên đều phù hợp mỗi lần đều bị đánh bại không hề bất ngờ mà lần này cũng không hề bất ngờ rất nhanh liền đến phiên hắn hắn may mắn lần này xứng đôi không phải nữ sinh dù sao hắn cũng không muốn đánh đánh liền muốn đi dỗ giành đối thủ trận tiếp theo một trường thanh đấu với trường cốc lục đối với trường cốc lục trong lòng hắn có chút mâu thuẫn bởi vì trường cốc lục cũng từng khi dễ một thành viên hùng hài tử của ruộng non bởi vì phụ thân trong nhà là quan hệ của trung nhẫn hắn ở trong đám học sinh bình dân có chút ngạo nghễ thế nhưng ở trước mặt đại gia tộc thủy chung không có lòng tự tin gì thế nhưng nhìn thấy người nhu nhược như ruộng non lại là người của đại gia tộc trong lòng có chút oán giận cho nên liền gia nhập trong đám người khi dễ ruộng non đứng trên sân mục trường thanh thủy chung đang quan sát đối phương tuy rằng hành vi của đối phương có chút làm người ta trơ trẽn nhưng trong nhà đối phương có trung nhẫn, cho nên thực lực vẫn không thể khinh thường. Tỷ thí bắt đầu. Theo một tiếng ra lệnh của Iruka, hai người chạy thẳng về phía đối phương. Đầu tiên là trao đổi thể thuật, một trường thanh đầu tiên là một cú đấm thẳng ẩn chứa chakra đánh vào ngực đối phương. Nhưng tay phải trường cốc lục trực tiếp bắt lấy cổ tay hắn, ngay sau đó ngồi sổng xuống một cái chân quét đường. Một trường thanh nhảy lên hai chân đá về phía trước, trường cốc lục buông tay phải ra chắn trước mặt, một kích này trường cốc lục trực tiếp ngã về phía sau, mượn phần quán tính này, lăn lộn về phía sau. Một trường thanh hai chân rơi trên mặt đất, lại lui về phía sau vài bước, sau khi sửa sang lại thân hình, lại chạy về phía đối phương, lúc này đây hắn trực tiếp nhảy lên lật một vòng, chân phải trực tiếp đá vào đại não đối phương. Trường cốc lục còn chưa sửa sang lại thân hình xong chỉ có thể vội vàng ngăn cản, lần này làm cho cánh tay của hắn cảm giác được đau nhất, Giờ khắc này tâm tình có chút cao ngạo của hắn sinh ra trùng kích, bởi vì lần đầu tiên ninja đối chiến một đợt thao tác kia, làm cho tất cả mọi người nhận thức được Mục Trường Thanh, ngay lúc đó hắn rất khinh thường, cho rằng Mục Trường Thanh bất quá là lấy lòng mọi người. Hành vi kế tiếp của Mục Trường Thanh cũng làm cho hắn càng thêm xác nhận loại ý nghĩ này. Vừa mới bắt đầu cùng Mục Trường Thanh đối chiến thời điểm, hắn còn muốn nhanh lên kết thúc chiến đấu, kết quả ai có thể nghĩ đến thực lực của đối phương vậy mà không thua kém chính mình cái này ở trong lớp bình dân giới bên trong luôn luôn cao ngạo hắn làm sao có thể tiếp nhận giờ khắc này ánh mắt trường cốc lục thoáng thay đổi một chút có chút ngạo khí hắn sẽ không tiếp nhận mình sẽ thua bởi một người cho rằng không bằng mình trường cốc lục chịu áp lực trực tiếp đứng lên chân phải đá vào eo trái một trường thanh một trường thanh thấy chân trái dùng sức liền lộn nhào về phía sau ngay sau đó trường cốc lục lấy ra ba thanh kiếm gỗ ném lên không trung sắc mặt kiến thức của một trường thanh trực tiếp cảnh báo hắn trên không trung hắn trực tiếp chuyển đổi thân hình tránh thoát đồng thời trong hai tay của hắn cũng tiếp được hai thanh kiếm bay về phía hắn khi thân thể quay lại chính diện hắn cũng lấy ra ba thanh kiếm bằng gỗ hai tay đồng loạt phát năm thanh kiếm đồng loạt bay về phía trường cốc lục trường cốc lục nhìn thấy đối phương né tránh kiếm trong tay cảm giác nguy cơ thẳng tắp đánh úp lại thân thể nhảy về phía sau trong nháy mắt rơi xuống đất liền giơ đất lên làm cho một trường thanh có chút không thấy rõ động tác nhỏ của đối phương làm cho hắn trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tới gần sau đó trong bụi mù liền bay tới vài quả kiếm trong tay một trường thanh trực tiếp hướng bên phải quay cuồng né tránh kiếm trong tay ngay sau đó một quả kiếm trong tay mang theo quan huy màu lam trắng hướng hắn bay tới lôi động kiếm trong tay kiếm trong tay có thuộc tính lôi động tốc độ cùng lực lượng đều bị tăng cường cho dù một trường thanh có kiến thức cường đại giờ khác này cũng khó có thể tránh né một trường thanh trực tiếp bị đánh trúng ngay tại hiện trường tất cả mọi người cho rằng là trường cốc lục thắng thời điểm bị đánh trúng thân ảnh biến thành một khối cọc gỗ nhẫn phát phân thân thuật trường cốc lục nhìn thấy sau khi đứng lên thấy rõ ràng cảnh giác lên đợi đến khi nhìn thấy thân ảnh đối phương chính mình còn chưa kịp phản ứng trên bụng liền truyền ra đau đớn Mục Trường Thanh trực tiếp chạy tới trước mặt hắn đem hắn đánh bay. Người chiến thắng Mục Trường Thanh. Y lỗ tạp tuyên bố kết quả tỷ thí, sau đó lại nói: "Kết hòa giải chi ấn." Thể thuật và nhẫn thuật rất đặc sắc, người rất lợi hại. Mục Trường Thanh cố ý nói: "Một chút ngạo khí của Trường Cốc Lục bị đối phương đánh bại, lại bị đối phương nói như vậy, tức giận trực tiếp dâng lên nhất thời che lấp cảm giác mất mát. Người không nên đắc ý ta về sau nhất định sẽ đánh bại ngươi. Ngươi thật sự rất lợi hại, có thể học được nhẫn thuật ngươi thật sự rất không dạy nổi. Mục trường thanh tuy rằng ngoài miệng nói, nhưng trong lòng lại không ngừng nói móc đối phương, vừa rồi một phát kiếm trong tay uy lực không phải rất mạnh, nhưng nếu quả thật đánh trúng mình, sẽ bị trọng thương. Hơn nữa hắn đây cũng là có một chút tâm tình trả thù nhỏ ở bên trong, ruộng non nhưng lại nhân vật mình rất thích, kiếp trước hắn còn ý dâm qua lại với ruộng non, đối phương khi dễ ruộng non tự nhiên là có chút nhìn không quen, chỉ là, hắn không phải cái loại tính cách ngưu đầu nhân này, cho nên không có nghĩ tới cùng minh nhân đoạt ruộng non. Chương 08 Một dài thanh VSC giúp đỡ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Kế tiếp ninja đối chiến, hắn rất may mắn gặp được Lộc Hoàng, nhìn qua họa ảnh đều biết Lộc Hoàng cái loại này cá muối tính cách. Bởi vì hắn cùng cúc tay còn có cùng phi đoạn chiến đấu trí lực nghiền ép, nhưng là tình huống bây giờ căn bản không phải loại kia bị xâm lấn thời kỳ, cho nên hắn không chút bất ngờ trực tiếp nhận thua. Vốn lấy Lộc Hoàng tính cách cá muối là không chịu nổi vòng thứ nhất, nhưng là bởi vì vừa mới bắt đầu cùng Lộc Hoàng đối chiến người là Đinh Thứ, Đinh Thứ người này thiện lương mà đối với dáng người của mình tự ti, đối với bằng hữu lại càng không hạ thủ được, cho nên trước một bước Lộc Hoàng nhận thua. Trận thứ ba tuy rằng đã không có cá muối tính cách người, nhưng là chính mình bên này vậy mà lại trực tiếp luôn không rồi, điều này làm cho Mục Trường Thanh cảm thấy một trận buồn bực, hiện tại chính mình nhưng là rất muốn nhìn một chút thực lực của mình định vị, đối chiến từ đâu biết. Chẳng lẽ muốn cùng lão sư hiện tại đối chiến sao, cũng đừng chính mình cùng trường cốc lục cái này còn không phải là người hạ nhẫn đối chiến liền cảm thấy phiền toái, nếu thật sự cùng những thứ này trung nhẫn đối chiến, phỏng chừng ngay từ đầu liền kết thúc. Thẳng tiếng vòng bán kết như vậy cũng là để cho người trong lớp đối với hắn thoáng có một ít nghị luận người nghị luận sau lưng mình đều là người không bằng mình tất cả hắn cũng không để ý tới những người này trận tiếp theo một trường thanh đấu với chiến vũ trí ba tá trợ thực lực đệ nhất niên cấp của tá trợ cũng không phải là thổi ra mà là tự mình đánh ra thực lực của mình nhiều lắm có thể so sánh với khuyển mộ nha chưa học được bí pháp gia tộc căn bản là không có cách nào so sánh với tá trợ cho dù thực lực của hắn không bằng tá trợ nhưng vẫn là đối thủ tốt nhất hiện tại của hắn dù sao với vị trí hiện tại của tá trợ, đỉnh thiên cũng bất quá là một hạ nhẫn cùng trung nhẫn cũng không có cách nào so sánh. Mục Trường Thanh đứng trên sân thi đấu tỷ thí, ánh mắt thủy chung không rời khỏi tá trợ, hiện tại trên người tá trợ tràn ngập khí chất cô độc, đối với trận tỷ thí này cũng tràn ngập không kiên nhẫn, hắn là tới trường học tăng lên thực lực, không phải tới tham gia loại tỷ thí nhàm chán này. Tỷ thí bắt đầu. Theo mệnh lệnh một tiếng của y lỗ tạp, Mục Trường Thanh liền chạy về phía đối phương. Trên đường lấy ra ba thanh kiếm bằng gỗ ném về phía đối phương, nhưng mà tá trợ lại đứng tại chỗ, vẹn vẹn lấy ra một thanh kiếm trong tay cũng ném ra ngoài, nhưng mà sau khi bắn trúng một phát trong đó cũng không có dừng lại, mà là dùng một loại góc độ kỳ lạ tiếp tục bay đi cũng đem hai phát kia cùng nhau đánh rơi. Vũ trí ba đặc sắc thao thủ kiếm Bởi vì thao tác lúc này đây, nữ sinh ở hiện trường kích động hô to, trong lúc nhất thời chấn đến lỗ tai anh ông ông. Quyền phải trực tiếp hướng hắn đánh tới nhưng là bị tá trợ hướng bên phải thân nhẹ nhàng né tránh, tay phải trực tiếp thành đao hướng mục trường thanh cổ bổ tới. Vốn thời điểm tá trợ cho rằng thoải mái thắng lợi, mục trường thanh theo quán tính quyền phải hướng về bên trái, thân thể trực tiếp xoay qua bên trái, tay trái đồng thời tiếp được tay trái của đối phương, tay trái dùng sức bắt lấy tá trợ trực tiếp đem thân thể bay lên không, chân phải trực tiếp hướng cổ của hắn đá tới. Tá trợ buông tay trái xuống, cũng chuyển thành nắm đấm đánh tới bụng đối phương sau đó chính là một trận sương khói dâng lên, một trường thanh biến thành cọc gỗ, một trường thanh lấy ra khổ không chống đỡ được cổ tá trợ. Ngay từ đầu một trường thanh xoay người liền vận dụng thuộc phân thân, cũng nhìn từ hạ đẳng của đối phương chui ra ngoài. Nhưng mà kiến văn sắc cảnh báo lại làm cho hắn không có buông xuống cảnh giác, kết quả cũng là một trận sương khói lượng lờ, dĩ nhiên là thuộc phân thân mà trợ giúp lại không biết ẩn nấp ở nơi nào. Nhưng mà tá trợ tự đại trực tiếp đi tới giữa sân, cười cười vốn cho rằng thực lực của ngươi không gì hơn cái này nhưng không nghĩ tới lại rất thú vị điều này có thể làm cho ta hơi nghiêm túc một chút những lời này lại một lần nữa làm cho các nữ sinh trên sân hô to các nam sinh thì là có chút ghen tị đối phương giả bộ như vậy vậy cũng thật là cám ơn đối với những lời này hắn ngược lại không có phản bác bởi vì đối phương có thực lực nói như vậy một trường thanh lấy ra một cái gỗ khổ không nhất thời cũng không dám hành động tá trợ thì trực tiếp lấy ra sáu thanh kiếm trong tay, hướng một trường thanh ném tới. Một trường thanh thở ra một hơi bình phục tâm tình, cũng nhắm hai mắt lại. Mặc dù nói hắn luyện tập tả hữu bác thuật lâu như vậy, mở mắt ra sử dụng kiến thức sắc năng lực cũng tăng cường một ít, nhưng là hắn có thể làm cho hắn hoàng mỹ tránh né vẫn là nhắm mắt lại tình huống. Một trường thanh chậm rãi đi về phía trước, mà sáu thanh kiếm trong tay kia bị một ít góc độ thoải mái của hắn né tránh, nhưng mà còn chưa hoàn thành sáu thanh kiếm trong tay trực tiếp như là phi tiêu quay về phía sau bay tới nguyên bản hắn vẫn muốn tiếp tục dựa theo phương pháp ban đầu tránh né nhưng là đối phương vậy mà lợi dụng trong tay kiếm bắn ngược trở về phương pháp hướng hắn đánh tới cảm giác nguy cơ đánh úp lại một trường thanh dưới tình huống này trực tiếp bị đánh trúng bất quá tá trợ lại chạy về phía đại thụ ở giữa nhìn về chỗ cũ một trường thanh lại biến thành cọc gỗ nguyên lai lúc nhìn thấy kiếm trong tay đối phương hắn liền có kế sách hắn cố ý đi tới một bên đại thụ ở sân thể dục dùng thuật phân thân cũng biến thân thành gỗ che giấu võ cây đại thụ một trận sương khói lượn lờ một trường thanh chạy về phía tá trợ hai người một trận thể thuật trao đổi tá trợ cùng một trường thanh đánh có chút phiền não công kích của mình cơ hồ đều bị đối phương trốn đi hơn nữa đều là động tác nhỏ bình thường một trường thanh đánh tới trán tá trợ tá trợ trực tiếp lật về phía sau lần nữa lấy ra máy thanh kiếm ném về phía hắn Mục trường thanh cũng lấy kiếm trong tay ném ra. Sau khi phanh một tiếng, hai người lại chạy về phía đối phương. Một trường thanh trực tiếp đánh tới trên mặt tá trợ, nhưng tá trợ bay ra ngoài lại biến thành cọc gỗ, cảm giác nguy cơ lại đánh úp lại, đáng tiếc bởi vì tinh thần tập trung cao độ còn có thuộc phân thân, hiện tại Chakra đã sớm thấy đấy. Cho nên hắn hiện tại đã không có năng lực trốn tránh. Sa sút đá trực tiếp từ phía sau cậu, cho dù cậu cảm nhận được tốc độ cũng đã không theo kịp. Sa súc đá thẳng vào lưng cậu và để cậu ngã thẳng về phía trước. Người chiến thắng Sa súc. Sau khi tá trợ rời đi, một trường thanh trở mình, trực tiếp không hề có hình tượng nằm tại chỗ. Một trận chiến này đối với hắn mà nói thật sự là một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ nhất, thể lực, tra khắc lạp, những thuật hắn đều làm được cực hạn mà hắn hiện giờ có thể làm được. Cũng là đối với thực lực của mình định vị có một cái chuẩn xác ít nhất đối với thực lực của mình có một cái chuẩn xác dự đoán. Tá trợ tuy rằng nhìn đánh thật lâu, nhưng là đối phương hai cái ác chủ bài, viết luân nhãn cùng hào hỏa cầu tất cả đều vô dụng, hiện tại cũng bất quá là dựa vào kiến thức sắc có thể cùng đối phương chu toàn. Tá trợ trực tiếp vương tay về phía hắn đang nằm, không biết vì sao hắn ở trên người mục trường thanh cảm nhận được một cổ cảm giác giống như mình, cho nên hắn mới thích hợp phóng thích một ít thiện ý. Đối mặt tá trợ đưa ra thiện ý, hắn cũng là không có cự tuyệt trực tiếp bắt lấy tay đối phương, đứng lên, cái này lại để cho chung quanh nữ sinh một trận la lên, hiện tại các nàng hận không thể chính mình chính là một trường thanh. Lần bùng nổ cuối cùng của ngươi là thuấn thân thuộc sao? Một trường thanh nghi hoặc nói. Không, là cha bạo phát. Sa xuất hiện tại tính cách vẫn là ngạo kiều, cho dù phóng thích một ít thiện ý, cũng là tích chữ như vàng, dù sao hai người bọn họ vẻn vẹn chỉ là không quen thuộc người chương không chính cha mẹ nuôi thân phận bạn đang nghe tại truyện chấm audio ngươi thật đúng là rất ngạo kiều a có đôi khi như vậy trung nhị cũng không phải rất tốt nha một trường thanh cười trêu chọc đối phương vài câu cắt trong mắt tá trợ lộ ra nghi hoặc nhưng ngại hình tượng bình thường của mình không hỏi đối phương tá trợ quân ta muốn phỏng vấn ngươi một chút ngươi lúc ấy là lấy tâm tính gì nói ra ta có thể thoáng nghiêm túc lên những lời này. một trường thanh bắt trước hắn một chút chậm rãi nói. tá trợ trực tiếp hỏi mà không đáp, nghiêng đầu đi, nhưng mà hắn rõ ràng thấy được đối phương đỏ mặt. dù sao lúc ấy nói không có quan hệ gì, nếu như bị trả lại như cũ còn thấy được, vậy tâm tính có thể hoàn toàn không giống nhau, chỉ còn lại có xấu hổ. còn nữa, còn nữa, ngươi thật phiền. tá trợ trực tiếp lớn tiếng ngăn hắn lại sau đó trực tiếp nhảy lên nóc nhà trấn an tâm tình. Mục trường thanh cũng là kịp thời dừng tổn hại, chọc nóng đối phương, có thể sẽ trực tiếp chó cùng rất dậu, hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Trận đấu kế tiếp rất bình thường, tuy rằng cùng mục trường thanh đối chiến hao phí rất nhiều cha ra, nhưng vẫn dựa vào thể thuật cường đại cùng năng lực cầm kiếm của mình giành được hạng nhất. Lúc này đây tranh tài cũng là khảo nghiệm những người này ninja năng lực, mục trường thanh lúc này đây biểu hiện tốt lắm, nhưng là bởi vì luôn không hai trận cho nên được đánh giá là cấp B trợ giúp tốt nhất A cấp, ngoại trừ minh nhân một cái C, những người khác tất cả đều là đạt tiêu chuẩn. Mặt trời lặng trăng ra, hoàng hôn ánh nắng chiếu vào người trong sân thể dục, bọn họ cũng là tan học, hôm nay bởi vì chakra cùng thể lực đều tiêu hao hầu như không còn duyên cớ, hắn đã lâu không thấy cái gì cũng không có làm về đến trong nhà. Ta đã trở lại. Sơn Thanh Điền y thấy đối phương trở về sớm như vậy trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc hôm nay sao lại trở về sớm như vậy hôm nay trường học ninja đối chiến tổ chức thi đấu ta chặt ra cùng thể lực tất cả đều dùng hết cho nên hôm nay dự định nghỉ ngơi một chút một trường thanh vô lực đáp lại như vậy a à, xem ra nhà chúng ta tiểu trường thanh cũng là sắp trở thành ninja sơn thanh điện y cười ha hả nói đúng rồi người thi đấu thành tích thế nào ta thẳng tiếng vọng bán kết đáng tiếc bởi vì thất bại. Một trường thanh nói xong ánh mắt lặng lẽ nhìn dưỡng mẫu của mình, bởi vì kiếp trước trung tay thường xuyên nhìn thấy, ngươi nhìn hài tử nhà người ta nói như vậy, mặc dù biết loại lời này không tốt, nhưng kỳ thật hắn có chút chờ mong dưỡng mẫu của mình cũng có thể nói ra loại lời này với mình. Tiểu trường thanh nhà chúng ta chính là giỏi, lại có thể thẳng tiến vòng bán kết. Sơn thanh điện y xoa đầu hắn, cổ vũ nói. Tuy rằng mình không nghe được lời muốn nghe, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một tia ấm áp. Trường Thanh, cậu thua bởi ai? Sơn Thanh điểm lữ từ v Đúc c đi ra hỏi. Vũ trí ba tá trợ. Ừ, Sơn Thanh điểm lữ cũng xoa đầu hắn. Vũ trí ba mồ côi sao? Cho dù không có bối cảnh cường đại như vậy, lưu lại đồ vật cũng đủ để hắn trở nên rất cường đại, bại bởi hắn ngươi không oan. Được rồi, mau đi tắm rửa đi, tắm rửa xong lại ăn cơm sơn thanh Điện y thúc giục vâng mẫu thân một trường thanh nói xong liền đi thẳng vào trong phòng tắm sơn thanh Điện y vẻ mặt lo lắng nhìn về phía sơn thanh điểm lưỡng nói thật không ngờ tiểu trường thanh nhà chúng ta cũng có tài năng ninja như vậy chúng ta rốt cuộc làm sao bây giờ nếu lại dựa theo phát triển kế tiếp tiểu trường thanh nhà chúng ta rất có thể trở thành bia đỡ đạn trên chiến trường a Sơn Thanh Gia xa xa không phải là bình dân bình thường một trường thanh nhìn thấy, bọn họ cũng là ninja hơn nữa là đã trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến còn sống sót. Sơn Thanh Gia chính là ở trong lúc đại chiến thấy rõ bóng tối của một dịp, cho nên mới lựa chọn làm bình dân hảo hảo sinh hoạt ở trong một dịp thôn. Sơn Thanh điểm lữ rõ ràng nhất mặt tối của cao tầng, sau lưng vẫn là ám bộ trực thuộc hỏa ảnh. Đáng tiếc, chúng ta thu dưỡng hắn thời điểm, hắn đã là ninja học viện học sinh. Trong khoảng thời gian này do ta âm thầm chỉ đạo hắn tu hành đi, ít nhất để cho hắn ở trên chiến trường có năng lực tự vệ. Lúc trước chúng ta sao lại ngây thơ như vậy, tại sao phải đi con đường ninja cái gì cũng không thể không đến. Sơn Thanh Điện Y đối với ý nghĩ ngây thơ trước kia của mình đối với ninja hối hận không thôi. Trong phòng tắm một trường thanh ngâm mình trong bồn tắm lớn, tiến hành phục bạn một chút đối với chiến đấu hôm nay của mình, kết quả chính là tốc độ của mình có chút quá chậm lúc đối chiến với trường cốc lục nếu như mình không phải dùng che giấu hành động một phát kiếm trong tay có chứa thuộc tính lôi động kia mình căn bản tránh không khỏi còn có tá trợ thao thủ kiếm chính mình cũng là ngay từ đầu đã trốn tránh nếu như lúc ấy mình là chân nhân trực tiếp thua còn có thời điểm cùng tá trợ thể thuật đối chiến chính mình mỗi một lần đều là miễn cưỡng tránh đi nếu như không phải như vậy thể lực cùng tra khắc la cũng không có dễ dàng tiêu hao hầu như không còn như vậy kết luận chính là tốc độ của mình quá mức chậm kiến thức sắc mặt là ưu thế của mình, hơn nữa vẻn vẹn chỉ là ưu thế, so sánh với người có tốc độ cường đại chân chính mình căn bản không chiếm ưu thế gì. Trước mắt mà nói tốc độ tăng lên chỉ có rèn luyện còn có thuật thuấn thân, đây cũng là linh cảm cuối cùng mà trợ lý cho hắn khi đánh nhau với mình. Muốn nói rèn luyện giống như tiểu lý, hắn cảm thấy mình còn không có nghị lực như vậy, hơn nữa rèn luyện như vậy rất có thể khiến trên người mình xuất hiện thương thế không nên có, nhà mình cũng không phải hào môn gì, căn bản không có đủ tiền tài chống đỡ rèn luyện như vậy. Thuấn thân thuật này cũng không phải cái gì cao cấp nhẫn thuật, trung nhẫn trên cơ bản đều biết, cho nên hắn thỉnh giáo một chút Iruka hẳn là cũng có thể. Tiểu trường thanh đã tắm bao lâu rồi, còn không có tốt sao, hắn còn đang suy nghĩ, trực tiếp nghe được bên ngoài điện y kêu la. Sắp xong rồi. Chỉ chốc lát sau, anh đã mặc quần áo tử tế, đi tới trên bàn cơm. Sơn Thanh Diệp Nhi nghe nói hắn thế nhưng ở trong trận đấu dết vào vòng bán kết, vì thế tò mò hướng hắn hỏi tình huống lúc đó. Mục Trường Thanh cũng chỉ chậm rãi nói ra tình huống trận đấu của mình. Mục Trường Thanh chậm rãi nói xong, cả nhà trên bàn cơm trực tiếp dạy ra ở nơi đó, nhất là cha mẹ nuôi của hắn, vốn cho rằng hắn cùng vũ trí ba đối chiến bất quá là bị nghiền ép. Thế nhưng bọn họ cũng thật không ngờ tiểu trường thanh nhà bọn họ lại có thể cùng đối phương qua mấy chiêu thậm chí còn đem tra khắc lạp của đối phương tiêu hao một nửa. Vũ trí ba được công nhận là có rất nhiều cha tra, nhưng hắn lại tiêu hao một nửa của đối phương, điều này đại biểu cho năng lực ninja của tiểu trường thanh nhà mình cũng không nhỏ. Tiểu trường thanh thật lợi hại, vậy sau này ngươi trở thành ninja phải dựa vào ngươi để bảo vệ tỷ tỷ. Tốt, đợi đến khi ta trở thành ninja, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi nữa. Ba mẹ, hai người làm sao vậy? Mục Trường Thanh nhìn ra lo lắng của hai người, cho rằng đối phương lo lắng cho cuộc chiến trước đó của mình. Sơn Thanh Điền y phục hồi tinh thần trước tiên khen ngợi. "Không có việc gì, tiểu Trường Thanh của chúng ta có tiền đồ rồi. Sau này ta có thể sẽ có một đứa con trai thượng nhẫn." Sơn Thanh Điểm Lữ cũng phụ họa. Cả nhà vui vẻ hòa thuận trong bầu không khí này. Ngày hôm sau, Mục Trường Thanh ngay tại hai người đưa mắt nhìn xuống trường học một trường thanh đi sau núi thanh điện y trong ánh mắt lo lắng vẫn không xuống được. Được rồi, thiên phú ninja của trường thanh mạnh hơn hai chúng ta, nhất định có thể đi ra trình độ mà hai chúng ta không tưởng tượng được. Sơn thanh điểm lữ an ủi. Lúc trước ta nhìn thấy Diệp Nhi ở trợ giúp trường thanh thời điểm, ta liền cảm giác hắn cùng chúng ta có đặc thù duyên phận, ngươi bây giờ còn muốn hắn đi hướng chúng ta hai cái đi không thông đường, ngươi không phải đang hại hắn sao? Đêm qua ta đã giải thích rất rõ ràng, cho dù ta hiện tại muốn ngăn cản cũng không có khả năng tại họa ảnh đại nhân trước mặt ít nhất còn có đầy đủ độ bảo vệ nếu như tiến vào căn bộ đoàn tàn đại nhân bên kia đó mới thật sự là nguy cơ hai tử nhà chúng ta vì sao mệnh khổ như vậy a à? nói xong nàng liền bắt đầu khóc lên sơn thanh điểm lữ thấy tình hình này cảm thấy hết sức đau đầu tình huống hôm nay hắn là cái gì cũng không làm được hắn đã lưng đeo gia đình mình an toàn dù sao hai gã đã từng ở những giới đại chiến bên trong sống sót người, hiện tại một dịp thôn là sẽ không bỏ mặt bọn họ chân chính làm một cái bình dân. Về phần trường thanh chỉ có thể để cho hắn tận tình hiển lộ tài hoa thôn mình, như vậy mới không để cho đoàn tàn theo dõi hắn. Cùng lúc đó, Iruka giờ phút này đang ở trong hỏa ảnh cao ốc báo cáo ngày hôm qua trận đấu tình huống. Chương 10 Thỉnh giáo thuấn thân thuật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio y lỗ tạp đem tình huống niên gia đối chiến ngày hôm qua báo cáo cho viên phi nhật trảm nói chung loại tin tức này cũng không cần họa ảnh tiến hành thẩm duyệt thế nhưng hiện tại loạn cửu vĩ vũ trí ba bị diệt vong hiện tại một diệp thôn đã tiến vào tình huống thập phần gầy yếu đời sau chính là tương lai của một diệp thôn chớ nói chi là nhiệm kỳ này có trụ lực của cửu vĩ nhân cô nhi của vũ trí ba còn có trư lộc điệp khuyển mộ nhật nhật còn có người thừa kế của bộ tộc du nữ cho nên đối với học sinh khóa này thập phần để ý, nếu như không phải bởi vì danh tiếng thiên tài mồ côi của vũ trí ba quá mức vang dội, những người khác đều có thể phóng thích hào quang của mình, rất đáng tiếc học sinh khóa này gặp được vũ trí ba trợ giúp. Khi nhìn thấy một bình dân vậy mà có thể cùng như vậy quan mang vạn trượng vũ trí ba chống lại thời điểm, trước tiên cũng không phải vui mừng, mà là cảnh giới, một bình dân như thế nào cùng đại tộc thiên tài chống lại, hoặc là trong nhà có cái gì truyền thừa, hoặc là chính là ngoại quốc gián điệp iruka làm sao sẽ rõ ràng loại tình huống này cho nên đêm qua cố ý tra xét một trường thanh tư liệu cùng nhau cầm tới như vậy một tên ưu tú hài tử hắn cũng không hy vọng thôn trưởng sẽ làm lạnh đối phương tâm khi thấy một trường thanh hoàn toàn không có khả năng là gián điệp viên phi nhật trảm thoáng yên lòng nhưng nghi hoặc trong lòng vẫn còn chút ta rất kỳ quái vì sao đứa nhỏ này ở tuổi ngây thơ hồn nhiên không đi chơi đùa mà là cố gắng đến bây giờ viên phi nhật trảm là bóng dáng của một thôn nhất định phải đảm bảo an toàn chủ yếu của thôn tuyệt đối không thể qua loa tuy rằng tư liệu của một trường thanh không có vấn đề gì nhưng bảo đảm không cho có gián điệp khác tiếp xúc với hắn cũng làm lệch ý nghĩ của hắn một dịp tuy rằng năng lực phòng gián điệp rất mạnh nhưng sẽ luôn có vài con cá lọc lưới như vậy iruka trên mặt xuất hiện khó xử loại chuyện này là chính mình học sinh riêng tư hơn nữa là một trường thanh vẫn thống khổ cũng vì đó cố gắng sự tình chứng kiến đối phương sắc mặt viên phi nhật trảm già nua gương mặt xuất hiện một tia hòa ái làm sao vậy chẳng lẽ nói có cái gì khó xử địa phương sao không không có hỏa ảnh đại nhân đứa nhỏ này rất đặc thù chuyện này là đối phương trong lòng vẫn thống khổ ta chỉ là không biết như thế nào mở miệng iruka nói ra băn khoăn của mình viên phi nhật trảm dùng sức hút một hơi thuốc cũng phun ra ánh mắt nhìn chầm chầm trần nhà chậm rãi nói iruka nha Ninja làm sao có không thống khổ, đứa nhỏ này tư liệu ta xem, không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng là đối phương là một bình dân vẫn là một đứa nhỏ, nhưng là lại có rất nhiều đại tộc đều không có nghị lực, nếu như đứa nhỏ này cùng cái kia cùng khải giống nhau hài tử là đồng dạng tính cách, ta sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Ngươi hiểu chưa? Vâng, hỏa ảnh đại nhân. Iruka lập tức liền hiểu, một trường thanh nếu muốn rửa sạch chính mình là gián điệp khả năng, nhất định phải nói ra chính mình vết sẹo, nhưng may mắn chính là Iruka đã biết, hắn không cần lại xốc lên tầng này vết sẹo. Nghe Y lỗ tạp kể xong, Viên Phi Nhật Trảm có chút đau lòng, Y lỗ tạp sau này chú ý đứa bé nhiều hơn đi. Vâng. Sau khi nói xong, Viên Phi Nhật Trảm liền cho hắn trở về trường học, khi hắn rời khỏi văn phòng Hỏa Ảnh, Viên Phi Nhật Trảm nói một chữ. Tứ. Một gã đeo mặt nạ ninja quỳ gối trước mặt hắn, Lời vừa rồi ngươi tất cả đều nghe thấy, đứa nhỏ này là nhà các ngươi thu dưỡng, ngươi thấy thế nào? Những lời này làm cho Sơn Thanh Điểm Lữ trong lòng chấn động. Hỏa ảnh đại nhân, ta cũng là lần đầu tiên biết hài tử nhà ta lại có trải qua thống khổ như vậy. Nếu nó đã đi ra, ta chỉ hy vọng sau này nó bình an, đi tốt con đường mình muốn đi là được. Những lời này hắn cơ hồ là từ trong kẻ răng nặng ra, Viên Phi Nhật trảm nói rất đơn giản hài tử có thiên phú hơn nữa thân phận còn rất rõ ràng như vậy rất thích hợp thu quy về ám bộ, thế nhưng ám bộ long đàm hổ huyệt như vậy, hắn cũng không hy vọng con nuôi của mình tiếp tục ở bên trong. Trong lúc nhất thời sắc mặt viên phi nhật trảm có chút âm trầm, bất quá hắn cũng rất tò mò, một đứa con nuôi dưỡng không quá một năm, lại có ma lực lớn như vậy, có thể làm cho ám bộ trực thuộc của mình nói ngược lại với mình. Được rồi, ta biết rồi. Viên phi nhật trảm khoát tay đuổi hắn đi xem ra phải đi khảo sát đứa bé này một chút rồi iruka vừa về tới trường học liền nhìn thấy một trường thanh ở văn phòng trước chờ tuy rằng không biết hắn muốn làm gì nhưng là xuất phát từ đối với học sinh quan tâm cùng hắn thống khổ trải qua cũng là đem hắn để cho hắn tiến vào nói đi trong lúc bất chợt tìm ta chuyện gì iruka vẽ mặt nghiêm túc nhìn hắn bởi vì lời nói của họa ảnh đời thứ ba cũng làm cho hắn đối với một trường thanh có một tia cảnh giác đối với hắn tuy rằng lời nói của đối phương rất cảm động nhưng đối phương quả thật có khả năng làm gián điệp nếu không là bởi vì cửu vĩ chi loạn nói đủ cẩn thận tình huống của mình hiện tại ám bộ đã sớm tìm tới hắn tiến hành một phen thẩm vấn đối với việc này một trường thanh cũng không có quá nhiều để ý iruka lão sư đêm qua ta đối với tình huống của mình tiến hành phục bàn một lần hiện tại tốc độ của ta rất yếu ta hy vọng có thể hướng ngài thỉnh giáo thoáng một phát thuấn thân thuật iruka nghe xong sắc mặt thoáng chấn kinh một chút nói chung niên gia có thể nhìn ra chỗ thiếu sót của mình đã ít lại càng ít trên cơ bản đều là do lão sư cùng trưởng bối tiến hành chỉ điểm lại dựa vào lão sư cùng trưởng bối dạy dỗ phụ trợ tu luyện tiến tới chậm rãi sửa lại nhưng là tuổi này hắn lại chỉ dựa vào vẻn vẹn một lần cùng thiên tài đối chiến liền nhìn rõ nhược điểm của mình ngươi thật sự là một thiên tài đáng tiếc ngươi không phải người của đại tộc y lỗ tạp trong lòng có chút tiếc hận nói hãy đến với tôi sau giờ học cảm ơn lão sư một trường thanh cúi đầu nói. Một ngày chương trình học hạ xuống, rất nhanh tiếng chuông vang lên tan học thời gian cũng là đến, một trường thanh lòng tràn đầy vui mừng ở sân thể dục bên này chờ Iruka. Iruka chậm rãi đi tới trước mặt một trường thanh, không có kéo dài thời gian trực tiếp nói lên nguyên lý thuấn thân thuật. Thuấn thân thuật với tư cách là nhẫn thuật cấp dơ nguyên lý của hắn phi thường đơn giản, chỉ là đem chakra của mình tụ tập ở hai chân của mình, chakra cùng cơ bắp va chạm cũng sinh ra sức bật cũng mượn sức bật đi về phía trước, như vậy có thể bộc phát ra tốc độ không gì sánh kịp. Điều này đối với năng lực khống chế chakra cùng năng lực bắt lấy trong nháy mắt kia phi thường coi trọng. Mục trường thanh lau lau hai mắt của mình, đây là lão sư Iruka miệng ngốc kia sao? Thuấn thân thuật lại giảng giải thấu triệt như vậy. Iruka nhìn ra mục trường thanh động tác nhỏ, khuôn mặt biến rất đỏ nói. Làm sao vậy, một cái dê cấp thuấn thân thuật chẳng lẽ ta còn nói không rõ ràng sao mặc dù nói mình hơi có chút hoài nghi một trường thanh nhưng động tình trong lòng hắn lại không có đi xuống được rồi tự mình thử xem y lỗ tạp nghiêng đầu làm cho đối phương nhìn không ra cuộn bách của mình năng lực khống chế chakra của một trường thanh vô cùng tốt có thể nói toàn bộ lớp ngoài trừ tiểu anh trên cơ bản không ai có thể so sánh với hắn cho nên chakra vô cùng đơn giản liền ngưng tụ ở trên hai chân nhưng mà vô luận như thế nào nến thử hắn chính là bắt không được sức bật kia, cứ như vậy dựa vào tình huống như vậy, hắn luyện tập gần một canh giờ. Iruka cũng rất kiên nhẫn dậy. Tinh thần tập trung vào cảm xúc. Những lời này để cho hắn nhắm hai mắt lại, hai chân chakra ra lần nữa ngưng kết, khi cái kia một cổ sức bật đi ra thời điểm, hắn kiến thức sắc có một cái kỳ lạ cảm ứng, cũng đúng lúc bắt lấy hai chân dùng sức một cái. Ai nha? một trường thanh bởi vì nguyên nhân không quen thuộc trực tiếp đụng vào tường hôn mê bất tỉnh iruka dại ra nhìn đụng vào trên tường một trường thanh mặc dù nói thuấn thân thuật chỉ là một cái dê cấp nhẫn thuật nhưng là cũng không phải một học sinh một ngày là có thể học được nhưng là hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nửa ngày cũng không tới dưới tình huống liền thành công